Đó, cô chú anh chị là hôm nay là anh giàu, anh mua. Anh giàu mua. Giàu mua để biết sao rồi đó. Để biết sao nên giàu mua đó. Ừ, bữa nay là anh giàu mới chuột cái xe là. Đúng rồi. Cái cúng ta tạ 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 gì? Tạ lễ. Tạ lễ hả? Giết. Hút lá hả? Trời bên đó nếu có gặp mà có bao vai mang lấy bên nặng trời bía nữa ha, bía hồi xé ra luôn. Này chắc để trên cái dĩa ba tặng anh vào. Ha. Có ai nhà vào? Mua trả lễ. Dạ, anh vào mua trả lễ. Wow. Có cái nón à. Đó là loại dài đấy. Đó là tối qua anh vào nhận được tin rất là vui ha. Đó là xe đã được chuột ra. Nên là hôm nay là anh vào mua đồ để cấp cho chú. Tiền nè. Rồi dài, rồi nón, áo. Anh vào đang cắm hoa nữa cô chú anh chị. Hàng gì nãy anh vào mới nói là hơn nữa là đi có việc quan trọng, việc gì thì ra là anh đi mua để mà về cúng cho chú sáng sớm cô chú anh chị. Ông Tâm đang hấp hương, chút nữa là anh Tâm đi Đồng Nai cô chú anh chị. Và tới đây là anh đã không có ở đây, lâu lâu mới trở lại thăm anh em cùng với là chú Vũ Linh đôi giờ thôi, chứ không có tiếp tục ở đây nữa. Vô anh đi á hả? À xíu nữa hả? Ai à, ai kêu hương lộ bình an? À anh Ngọc hả? Để sợ chút nữa không gặp bây giờ nói trước. Đi hương lộ bình tĩnh hả? Đó, anh vào đem hoa lên cô chú anh chị. Phú ông nữa không? Dạ. Rồi bây giờ anh vào sẽ hấp hương ha. Rồi tới đây thì cái video của Hiện Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Rồi Hiện Tiên xin chào quý mặt của chú ha. Đi quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Buổi sáng ở mộ của chú Vũ Linh cô chú anh chị. Xin chào anh Tâm. Rồi anh Tâm bữa nay vô giọng mộ chú là anh Tâm đi nè. À. Anh Tâm đi có việc rồi cô chú anh chị ơi. Hậu ơi nước cái gì ta? Ở nước Động Dũng nha. Mưa. Sao anh? Tối nay nó có vô ăn rồi đó. Mưa đâu, còn gì đâu ăn. À.
phải cái dấu cắt rồi, phải tỉa rồi mà vẫn còn này ha. Không phải cắt sớm đâu, có dấu á. Trong mấy dấu nó đâu phải từ đâu. Nó một của chú buổi sáng nha cô chú anh chị. Con nói vô nè, nhìn chú chân nè. Phải không? Có dấu này, có dấu này. Còn cát cô chú anh chị nè. Có dấu giò nữa. Cái này con nghe nó vô ha. Tại vì hôm qua là chắc là cát rất là bằng được. Đó, mặt trời bữa nay là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Ờ qua tính ra nhà mình mưa lớn, ở đây cũng mưa lớn ha. Còn hồi tối này mưa lớn cúp điện nhà em luôn. Cúp em đi ngủ sớm luôn. Mưa lớn quá. Công trình của chị Tư nè, đó để quay cho chị Tư coi nè, đó vẫn ổn nha chị Tư ơi. Rồi bây giờ thì mấy anh em lại tiếp tục công việc buổi sáng của chú anh chị, đó. Đâu mà chó dữ vậy? Coi chừng camera nha mấy anh ơi, chó quá chừng rồi. Ê, coi chừng nha. Em nói thiệt luôn đó, nó lại em tới nè.
Cái cây này bị làm với cây quế vậy ta? Cái quế nhìn xa xa nha. Nhìn những cây quế ha. Đúng rồi nha. Nhìn xa xa giống cây quế mà bị cái cổ chút xíu. Cái đó là cái gì? Cái gì? Nhìn kỹ nè, cái mắc cỡ gì? Tại sao chị có thể bật thành tiếng cười sáo khi nghe em ha? Hát câu giọng cổ cuối để đi ha. Chị hát không? Anh hát á. Bài gì vậy? Bài gì cũng được. Hơi càng cao càng tốt. Có người lúc em thấy chị cũng rất là dễ dãi. Chị yêu cầu thì chị cũng thấy đưa các cái điều kiện. Có cần không? Không. Có cần với các khe không? Không, không có cần. Bình thường. Chị là nói trước đó nhà chị là một người rất là dễ dãi. Rất là dễ dãi với chồng con luôn. Đúng rồi, dễ lắm. Đúng không? Anh mình lâu hết xác nhận điều đó ngay đúng không? Để cho đúng vậy. Chị làm xác nhận đúng không? Về có nói được câu nào? Tình khí đóng học cũng giấu gì luôn. Về là chỉ biết đu vô bạn học thôi chứ còn làm gì nữa đâu, không về. Quên chứ hôm nay vừa học xong có chút xíu cái cúp điện. Ủa mà tính ra hồi hôm nó vào đây mà nó không có cái gì mà nó không biết. Nó không có trả. Anh muốn thắp để cho cái lưu hương của chú luôn có nha. Sự trùng hợp giữa em và anh. Xin chào.
Câu gì anh? Ờ rồi vô luôn. Vô luôn rồi. Không biết luôn. Này chắc trội chợ banh lô tô quá. Nó là thấy em là né gấp phải không? Chứ không là em đem về hết luôn đó. Như ghê à? Chết. Sao cái đèn này tắt ra chắc mình dặn nhỏ quá. Còn dầu chắc dặn nhỏ quá. Không có nước không nè. Không có nước, vậy là dặn nhỏ quá. Ví dụ như vậy đó. Vậy đó hè. Cái gì? Chắc suy nhớ. Ơi ơi ơi. Hên qua vòng vòng mà không bị bể. Sáng mai cho cây đèn chú quay mồng mồng. Chờ điểm. Anh đã bị chuyển đáp điểm. Anh ấy đã không ném vào rổ. Ủa mà xuống đó là anh đi quay hay làm gì vậy đó? Anh ấy ơi, lấy cái hao bỏ vô luôn đi anh. Anh ơi, lấy cái hao chút này vô luôn cho rồi. Đây không có nước trọng nữa mà. Đề nghị nha, còn có đề nghị chân thành dành cho anh Ngọc nè. Có bốn là những lúc rảnh rỗi anh học cùng rất là nhiều bài hát đi. Để khi em ở đây em không có like không hát được thì anh la thẳng cho anh nghe. Nè, có biết không?
đặc biệt là học hát bổng cổ luôn. Không, mà đặc biệt là tìm khác là đi đúng rồi, thật lý gì vậy nha. Sáng em nha, anh có anh câu cái hồn cảm xúc mình vậy. Anh cái này gọi là càng cảm xúc luôn chứ không còn là tụt nữa. Chắc luôn ha. Người ta tụt thì người ta còn có trội lên, cái này là anh cắt luôn á. Cái này là cắt cảm xúc luôn, muốn muốn mà lên cảm xúc mà phải đi nói lại. Ca dở quá. Học gì cũng tốt mẹ. Anh yên tâm đi. Đó. Cái phong cách nghe nhạc của em cũng lạ lắm. Thì ví dụ như mà nghe nhạc cán bộ nghe đặc biệt là không có hiểu đi cái gì hết thì mình vẫn thích nghe. Mình cái điệu nhạc chung quá này. Còn bọn này làm khác em nghe được tiếng rồi. Vì trời, đừng nói hết nước này nghe, còn nước không? Không biết còn nước đây không ta? Tại lễ có mà. Yeah. Như chuẩn bị tới vô tổ đúng không? Và đâm tàn lớn này, sao đâm tàn sớm ta? Rồi cũng chú bánh ít. Đúng
Gì anh? Cũng nước gì? Trời ơi, ta để nó qua nay. Hiểu luôn. Tự nhiên cái anh nói trời ơi. Cũng nước ai lấy rồi. Cái gì? Rồi cúng chưa? Tạc ghê à. Dạ đó nè. Ra cho người ta cúng nè. Trời trời. Bữa nay ngày 7 hết ta? 7 mình hả? Ông nên lòng nghe cho chiếc này mà nghe nói cho ngày qua thế ngắn có ba bạn làm quán bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa bữa nay anh cúng cái gì vậy? Bữa nay cúng cái gì anh?